Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức hội thảo Giáo dục 2020 với chủ đề Tự chủ đại học từ chính sách đến thực tiễn. Hội thảo diễn ra vào ngày 27 tháng 11 tới đây tại phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội. Mục tiêu hội thảo nhằm tạo diễn đàn tập hợp các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước để cùng trao đổi thảo luận về thực trạng triển khai tự chủ trong giáo dục đại học, nhất là từ sau khi luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học được ban hành có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2019. Trên cơ sở đó thì đề xuất các ý tưởng giải pháp thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học và tạo điều kiện cho giáo dục đại học phát triển đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của đất nước. Đây là sự kiện trong chuỗi hội thảo thường niên về giáo dục do Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức với sự tham gia của 250 đại biểu chính thức đến từ các cơ quan của Quốc hội, các bộ ngành trung ương, các đại biểu Quốc hội đang công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, các tổ chức quốc tế, các nhà quản lý cơ sở giáo dục đại học, các chuyên gia và nhà khoa học.